Sáng 30 tháng 1, đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Bộ Tổng Tham mưu. Năm 2019, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ, chủ động tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương biện pháp xử lý hiệu quả các tình huống, các chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Phối hợp bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức các cuộc diễn tập lớn, diễn tập khu vực phòng thủ và tổ chức bắn kiểm tra, thử nghiệm vũ khí, bảo đảm chặt chẽ an toàn, phối hợp với các bộ ngành địa phương nắm chắc tình hình, chỉ đạo toàn quân tham gia xử lý kịp thời các sự cố thiên tai, tai nạn, thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, xây dựng các đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Ghi nhận biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ bộ tổng tham mưu đã đạt được trong năm 2019, bộ trưởng ngô xuân lịch yêu cầu bộ tổng tham mưu cần tiếp tục chủ động đổi mới công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu xử lý hiệu quả các tình huống tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo diễn tập các cấp xây dựng chính quy quản lý kỷ luật đổi mới giáo dục đào tạo ứng dụng công nghệ mới nâng cao chất lượng bảo đảm chuẩn đầu ra cho các đối tượng duy trì nghiêm chế độ cứu hộ cứu nạn và chế độ trực nắm tình hình tác chiến điện tử tiếp tục xây dựng cơ quan đơn vị trong bộ tổng tham mưu vững mạnh toàn diện Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã làm việc với Tổng cục Chính trị. Sau khi nghe lãnh đạo Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng báo cáo kết quả nổi bật về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và một số kiến nghị đề xuất, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Tổng cục Chính trị và cơ quan Tổng cục Chính trị. Theo đó, năm 2019 hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của toàn quân luôn bám sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng đảng bộ quân đội và thực tiến hoạt động của bộ đội. Tổng cục chính trị đã chủ động nghiên cứu, phối hợp tham mưu đề xuất với Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, góp phần giữ vững danh hiệu cao quý bộ đội Cụ Hồ. Cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Tổng cục Chính trị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Trọng tâm là nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2020, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu tham mưu chiến lược, chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới có các chủ trương giải pháp hiệu quả, sáng tạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng, xây dựng quân đội vững mạnh, đổi mới nội dung phương pháp, thực hiện tốt các phong trào thi đua để hoạt động công tác đảng, công tác chính trị thực sự phát huy vai trò hiệu lực hiệu quả đối với toàn quân. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị toàn quân làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng bộ quân đội lần thứ 11, bảo đảm mẫu mực, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội 13 của đảng.